chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục giao khô cả nhà. Mấy bữa nay ăn Tết dài hạn quá. Đây là khô cá khoai, khô cá đù. Đây là khô cá chạch. Nè, khô cá chạch nữa nha. Khô cá chạch. Rồi khô cá khoai, khô cá đù. Này khô cá khoai nguyên con. Tôm khô. Tôm khô này ngon. Nhỏ nhưng mà ngon. Này giao cho hai em. Đây là khô mực. Em đi tới 4 mấy ký lần á. 4 mấy ký luôn hả? Ghê. Anh Phúc tặng cho em một bịch. À, tại vì cái này em mua nhiều, anh Phúc tặng cho em một ký khô, tôm khô cả nhà. Ký tôm khô này nấu canh hay mình làm gỏi gì ăn cũng được. Em mua tới 4 mấy ký rồi. Mắm bùa hóc được. Em mua mắm bùa hóc nữa. Ừ, đầy đủ luôn. Linh. Hả? Mắm cá linh. Mắm cá linh. Mắm bột hóc, mắm bạc hía. Cái chạch này ngon. Cái chạch thiên nhiên á. Thiên nhiên, này cái chạch thiên nhiên nha. Chứ không phải cái chạch nuôi đâu. Em mua tới 5 kg mà còn có em Thi Phạm. Thi Phạm hả? Ừ, còn có 3 kg thôi, hết rồi. Này gửi qua cho ở Mỹ hả? Ở Mỹ hả? À, Thi Phạm ở Mỹ. Em mua nhiều lắm. Cá phai thì cá phai em không có xài cá phai nha. Trẻ mà em xài cá khoai nguyên con khô. Bây giờ phía hàng chuẩn bị. Chuẩn bị tối nay đóng luôn em hả? Em không, ngày mai. Ngày mai mới đóng. Rồi. Kho nữa hả? À, kho khô luôn á. À, kho gửi bả luôn hả? Kho khô, khô còn nước luôn. Còn đây là khô cá đuối. Khô cá đuối 2 kg mà nhiều ghê trời. Ừ, cá đuối này nó khô thì nhiều. Chạy nhiều lắm. Này, khô cá đuối thôi nè. Giờ chuẩn bị mình đóng nha. Đóng là ngày mai gửi cho Thi Phạm. Ngày mai gửi cho em. Mà Tết quá rồi cả nhà. Đây là khô cá sặc lò tho cả nhà. Cá sặc lò tho nha. Cái này thì mình gửi đi thì mình phải cắt đầu cắt đuôi. Chứ để nó nặng ký thì cái tiền phí nó cao. Thì mỗi cái khô mà cái đầu ăn không được thì mình phải cắt bỏ bớt để cái tiền phí nó cũng mắc nữa, để nó hơi cao. Thì cả nhà nếu như mà có liên hệ khô hay là tôm cua cá gì á thì cả nhà cứ gọi cho Thí Hằng nha. Thì số điện thoại của Thí Hằng là 0869 176 296. Thì tất cả thì Thí Hằng sẽ, cả nhà sẽ kết bạn Zalo hay Facebook gì đó thì gọi cho Thí Hằng sẽ gửi lên cho. Này một ký từ 7 tới 8 con. Ký này thì nó lớn thì 7 tới 8 con, nhưng mà mình cắt đầu cắt đuôi. Tại vì mình gửi đi nước ngoài thì mình phải cắt bỏ. Thì Tâm đọc lại số điện thoại nha. 0869 176 296. Thì cô chú anh chị nào có sử dụng khô hay là tôm cua cá thì alo cho Thí Hằng. Thì còn cái phần tôm cua hay là cá gì đó thì ở đây thì bao ngon. Tại vì thí dụ như cả nhà mua cua gạch đi là phải gạch đặc biệt, cua thịt là phải thịt, còn nếu mà không gạch là trả lại. Ở đây đảm bảo bao ngon. Mực, cá đuối, cá bóp, cá phai, nói chung tất cả loại cá ở vùng biển. Cá lạc, có cá lạc. Nói chung là rất là nhiều loại cá. Cả nhà cứ ăn cá gì thì cả nhà cứ gọi. Còn khô thì cũng rất là nhiều loại khô nha. Khô cá kèo, khô cá phai, cá sặc, cá chạch, khô cá đuối, tôm khô, khô mực. Chưa cắt thì nó vậy nè. Chưa cắt thì nó vậy, nhưng mình cắt lại. Ba chục, ba mốt này Hằng gửi cho chị Hà Lan. À, chị ở Sài Gòn á. Bạn chị Thảo. Đi chơi giờ về tiếp tục cả nhà. Hôm nay ăn cũng bán á nha, tại vì hôm nay mà bán như con Bi á, Bi là người gửi. Bi là người gửi cho mẹ. Cho nên thằng đi thằng không có quay. Chứ cả nhà mua thì
cứ gọi cho Hằng nha, gọi là Hằng cũng vẫn bán bình thường. Đây, số điện thoại của Hằng là 0869176296. Cái nhà có mua khô hay mua tôm cua gì cứ liên lạc cho Hằng nha. Cá này cả nhà Hằng mua để gửi qua cho em thi phẩm, Hằng sẽ kho khô mấy cá này nha. Này, cá đối với cá nâu không có bự gì vừa nhưng mà rất là mập nha. Hôm nay không có cá luôn cả nhà ơi, cá nâu cá đối không có luôn. Thì Hằng mua được cũng ít nè, này Hằng gửi qua cho em, cũng có không có bự lắm, cũng vừa nhưng mà được có cái nó mập thôi. Ướp cá cả nhà, thì Hằng ướp này nhiều cho nên Hằng chọn ít muối nha. Em kêu để hơi mặn mặn đi đặng đem qua bển em làm lại, tại bữa nay mình kho cho khô luôn thì Hằng cho ít đường thôi. Cái này Hằng kho cho nó khô rồi để em qua bển em làm lại thôi, chứ mình kho không có vừa ăn nha, ít nước màu thôi. Mắm nhưng mà mắm Hằng phải xài nhiều, kho khô Hằng thích xài được mắm nhiều lắm. Tiêu, tỏi, ớt rồi trộn lên, trộn lên cho thấm rồi mới đem đi kho nha. Có trứng rồi nè, quá trời này, 4 ký cá Hằng làm Hằng bỏ đầu hết luôn, tại vì mình đi mình lấy cái phần thịt thôi, còn đầu thì không có cần phải lấy nên Hằng cắt cái đầu bỏ hết. Cá mập quá trời mập luôn, cá đối cặp trứng hết biết. Miếng nước mắm nè, kho bằng nước mắm không à, chứ Hằng không có kho nước, không có đổ nước cho kho. Thì mình kho từ từ cho cá nó sắc nó cạn luôn cả nhà. Giờ này Hằng bắt lên kho cả nhà, này mình kho đặng cho chiều cho nó khô đặng Hằng hút chân không, chiều Hằng gửi nha. Cá nâu, cá đối, trứng nè, trứng của cá đối nè, qua trời trứng nè. Cá này mập quay à, thì Hằng kho vậy nè, mình đậy nắp lại nha. Thơm không? Thơm không Nguyên? Thơm không Nguyên? Thơm quá Nguyên, thơm quá, mẹ ơi cho con ăn miếng đi. Dưới lên, ở trên xuống, mình vô đây. Cá kho, mình kho một chút nữa cho nó cạn lại nữa, rồi mình hạ lửa xuống cái nhà. Thơm không Nguyên? Thơm hả, ăn không? Ừ, đói bụng chưa? Ăn cái đó ra hả? Cái đó là gì? Tính luôn keo luôn á bà hả? Hay vậy? Ủa, cái hai
ký. Bán chỗ bán nó canh 2 ký, còn ký 8. Ối, làm mình cắt đầu bỏ luôn, không có để đầu cắt chính. Lần đầu tiên khô khô đi không biết sao. Vậy ba anh em tự lấy nha, cái nhà đổ nước vô em kho lại. Bẫy nắp lại cũng làm y vậy luôn, hai keo cắt kho này cho nó kho mặn nha, không có kho vừa ăn đâu. 5 bịch 5 ký, cái này đi cái phòng này, thùng đồ này cho em sư phạm. Ê ơi, ơi. Cái kèo bự to nha. cá chạch tới 5 ký lần nhưng mà không đủ cái này. Giờ hết hàng rồi, chỉ còn cá chạch nè, cá chạch nè, chỉ còn có 3 ký thôi, 3 ký cá chạch với 3 ký cá chạch bên này không. Cá chạch này là cá chạch thiên nhiên nha. Cái này thì khô cá đuối, 2 ký cá đuối. 1 ký cá đuối nữa. Nằm bên đâu? 1 ký cá đuối đó. Còn sao? Cô sạc 5. Cô sạc này. Cái này thì vào 7 con, 8 con 1 ký. Nhưng mà tại mình bắt đầu cắt đuôi. Ba ký. Bịch nữa con, 5 ký, 5 ký với khô đồ mặn 2 ký. Không phải con,
cái đồ mặn đồ đó ơi, ừ. Đồ mặn 2 kg mình cũng cắt luôn, cắt cho nó sạch ra. Cái đồ mặn giờ cái dứa, dứa 5 kg mà giờ cá chạch đó mua tới tới 5 kg lần mà còn có 3 kg là 2 kg cá chạch đó thì hằng cho qua cái khô này luôn. 1, 2, 3, 4, 5 chiết cái này, và lấy cái dán lại nè, cái băng keo chắc lại để cho nó bung, cái nắp ra, để vô thêm cái bịch nữa, rồi mình mang cái hút kim phong. Ngon hả? Sao? Nó kho. Em nữa.
40 nhưng mà giờ là ra tới 4 mấy này. Rồi con buông tay ra, buông tay ra. Ra mày để vô. Giỏi quá, mấy ông giỏi quá. Quậy quá, mày giỏi quá. Cái gì con ngủ đó? Ngủ gì? Khoan, cái này không phải, con không cần phụ cái này. Này mày làm được rồi. Được rồi. Được rồi. Đây rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Không có dưới này tại mấy ký về bằng 8 ký à? Dạ, hình như 8 ký. Hai mốt ký. Hai mốt ký. Hai mốt ký. Hai mốt, hai hai, ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín. Hai chín. Hai chín, ba chục, ba mốt, ba hai, ba ba, ba bốn, ba năm, ba sáu, ba bảy. Ba tám, ba mươi chín. Ba mươi chín. Bốn chục. Bốn mốt. Bốn hai. Bốn ba ký. Bốn ba ký cái này. Thì mình đi cái thùng đồ này cho em là 43 kg. Nhưng tặng em hết tặng ba ly, ba ly. Hàng tặng cho em 1 kg nữa. Đầu năm thì em của hàng thì hàng tặng. Thì họ mất thì hàng có nhà thì hàng cũng đã có đi cho chị Thuận một thùng 15 kg. Nhưng hàng cũng có nhà nên hàng không có tặng. Thì trước sau mình tặng chị Thuận chị nha. Chị nha. Chị Thuận. Rồi bắt đầu đi con. Cá mối. Cô này cá mối này thì cái loại này nó không mặn, không nói cái đó nó chỉ không ngọt gì lắm đâu. Cô này là nó không ngọt cho mấy. Thì con này anh Vinh Vũ, anh ở Mỹ nhé. Anh mua cái thùng đồ này thì 4 ký cá. 4 ký cá. Cá mối với 1 ký cá để trong. Đóng thùng tiếp đi con. Cái này là đóng 3 thùng mà. Cái này hồi thằng cái chở qua bên kia. Để đi. Thùng này được không ta? Này con, đóng dưới thùng này. Rồi. Nằm. Này con dán vô hết chưa? Cái này là cái đó là em trời ơi sao con lấy lộn em cái đó là em Nhã. Em Như á. Cái này là của em Như nè. Gắn vô đây. Cái này là em Nhã. Của em Nhã là ba. Quấn ngang qua cái con quấn lại nha.
Cho cả nhà nha, cả nhà được sao?